Nhân xin chào các bạn thân mến, các bạn đang xem chương trình hướng dẫn học sách giao e thông hấp program của Hàn ngữ Sona. Mình là Mai Hiền. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học cuốn Kỳ Chô Hanguk wa Hangul Munhwa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu xem cái cuốn sách này nó có cái những nội dung gì nhá. Đây là phần cấu tạo của sách ạ. Thì cái cuốn này nó có 4 cái phần quan trọng như sau, nó chia thành 4 phần này, 0, 1, 2, 3. Đó là Hanku Re Kỳ Chô, những cái phần cơ bản về tiếng bảng chữ cái tiếng Hàn này. Tiếp theo là Mom Qua Cha Âm Y, cái phần nguyên âm và phụ âm số 1. Mom Qua Cha Âm Y, nguyên âm và phụ âm số 2. Và Pat Chim Qua Yếu Yung Han Pio Yon, Pat Chim và những cái biểu hiện thường hay gặp ở trong lớp học ạ. Thì ở đây nó chia như thế này, mình sẽ sản xuất tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 video ạ. Ban đầu thì mình định làm là 3 video, nhưng về sau thì trong quá trình quay video đấy thì mình đã quyết định là làm thành 5 video nhá, để cho các bạn xem cho nó dễ hơn và cũng để là mình giảng giải rồi giải thích kỹ càng cho các bạn hơn nhá. Thì những cái video mà nó quá dài đấy, đôi khi các bạn xem thì các bạn sẽ cảm thấy nó hơi mệt đấy. Cho nên là mình đã chia nhỏ ra thành 5 video này. Đầu tiên, video đầu tiên là Hanku Re Kỳ Chô. Tiếp theo là video số 2 là Mom Qua Cha Âm Y. Video số 3 là Mom Qua Cha Âm Y. Và video số 4 là Pat Chim, tức là phần bắt chim không thôi ạ. Và video cuối cùng là Yu Yung Han Pio Yon, những cái biểu hiện thường hay gặp ở trong lớp học nhé. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái phần đầu tiên, đó là Hanku Re Kỳ Chô ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái nội dung ở đây. Đấy, bên này mình sẽ phóng to nó ra một chút nha các bạn. Cái phiên bản mình đang sử dụng là cái phiên bản sách điện tử của Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc. Chúng ta sẽ phóng to nó ở đây. Thì như các bạn biết đấy, ở đây thì người ta viết bằng tiếng Anh, tiếng Hàn và dưới là tiếng Anh. Nếu mà người Anh người ta học cái sách này thì tiện quá đúng các bạn. Nhưng mà vì chúng ta là người Việt Nam cho nên chúng ta sẽ phải dịch nó ra tiếng Việt ạ, để có thể hiểu được những cái nội dung ở trong này. Mình sẽ chuyển các bạn qua một giao diện khác nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang cái giao diện này đi. Đây là giao diện do Hàn ngữ Sona biên soạn. Và chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc và dịch những cái nội dung ở đây nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc này các bạn. Đọc qua thôi các bạn nhé. 한글은 한국어를 표현하는 문자입니다. 한글은 영어와 같이 가깝게 근자가 다른 소리를 가는 소리 근자입니다. 한글도 왼쪽에서 오른쪽으로 쓰는데 한글이 영어 알파벳과 다른 점은 자음과 모음이 결합된 음절의 형태로만 쓰인다는 점입니다. Thì ở đây các bạn có thể hiểu như cái nội dung ở phía bên dưới này nhá. Bảng chữ cái Hangeul đấy, đó là cái chữ viết của tiếng Hàn. Và Hangeul thì nó là cái chữ cái tượng thanh thì ạ. Sorry gunja tức là chữ cái tượng thanh, mà khác với chữ cái của tiếng Anh ạ. Và Hangeul thì nó cũng được viết từ trái qua phải, nhưng mà Hangeul khác với bảng chữ cái tiếng Anh là ở điểm là nguyên âm và phụ âm thì nó chỉ được viết bằng cái hình thái của âm tiết mà đã được kết hợp với nhau. Có nghĩa là sao ạ? Thì có nghĩa là trong cái bảng chữ cái tiếng Hàn này nó luôn luôn có cái sự kết hợp giữa nguyên âm với phụ âm đấy, để tạo thành những cái âm tiết. Tiếp tục này các bạn. 한글은 40개의 근자로 되어 있습니다. 40개 중 21개가 모음이고 19개가 자음입니다. Cái bảng chữ cái tiếng Hàn đấy nó có 40 chữ cái. Trong đấy thì trong 40 cái chữ cái này thì có 21 nguyên âm và 19 phụ âm ạ. Bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại cái giao diện sách điện tử để chúng ta cùng nhau kéo xuống và đọc cái bảng nguyên âm và phụ âm người ta cho ở dưới này nhá.
Thì đây là bảng nguyên âm này, mô-ưm. Các bạn đọc lại cho mình, mô-ưm. Đây là viết tiếng Anh của nó, còn đây là tiếng Hàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua 21 nguyên âm này nhá. Thế sau chút nữa đấy thì chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết học, thì chúng ta sẽ có cái file hướng dẫn đọc của người Hàn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua này. A, O, O, U, Ư, I, E, E, Ya, Yo, Yo, Yu, Ye, Ye, Wa, We, Wo, We, We, We và cuối cùng là gì ạ? Ư ạ. Thì đây là 21 nguyên âm mô ưng. Tiếp tục dưới này là 19 phụ âm ạ. Cha ưng. Các bạn đọc lại cho mình. Cha ưng. Cha ưng là phụ âm. Đấy, phụ âm. Đây là cái từ viết tiếng Anh của nó, dịch sang tiếng Anh. Thì những cái âm này đó các bạn viết như thế này nhưng mà nó có tên của nó nhá. Đấy. Nhưng mà thông thường mà khi mà đọc đấy thì để cho dễ dàng thì người Hàn người ta hay cho cái chữ ư vào ạ. Ư vào. Có cái cho cái chữ ư vào để đọc thì bây giờ chúng ta sẽ đọc ghép cái chữ này với chữ ư nhé. Còn chút nữa khi vào phần chi tiết thì chúng ta sẽ đọc tên của nó, chúng ta sẽ được học về tên gọi của những 19 cái phụ âm này. Chà, bây giờ các bạn đọc cùng mình đọc qua nhá. Khư, nư, thư, trư, mư, phư, sư, ư. Cái này mà đi với ư nó đọc là ư ạ. Chư, chư. Bắt đầu những cái âm gió này các bạn này, bắt đầu những âm gió này. Khư, thư, phư, hư. Đó, đọc bây giờ để âm căng đúng không ạ? Cư, tư, pư, sư và gì ạ? Tư. Như vậy chúng ta đã đọc xong gì 19 phụ âm rồi. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái trang bên này nhá. Đấy, sang sang cái trang bên này. Trang bên này là về nó nói về gì ạ? Cha âm. Cha âm là gì các bạn? Cha âm là gì ạ? Là phụ âm đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu qua về cái phần phụ âm. Thì ở đây nó có cho cái dòng hướng dẫn này này. Đấy, cái dòng hướng dẫn này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc và dịch cái dòng hướng dẫn này nhá. Chà, mình sẽ chuyển các bạn sang một giao diện khác ạ. Đây là cái giao diện mà những sao na biên soạn. Đấy, cho các bạn dễ nhìn hơn. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đọc và dịch. Chà, ở đây bây giờ người ta viết cái gì đây ạ? Chà음은 발음 기관을 못떠 만들었기 때문에 근자의 모양은 보고 그 근자의 소리를 짐작할 수 있습니다. Vì cái sao ạ? Vì cái cha âm này, cái phụ âm này nó được tạo lên, nó được tạo ra dựa trên cái cơ quan phát âm, cơ quan phát âm của ai các bạn? Của con người đấy ạ. Nên ta có thể nhìn hình dáng của chữ cái, nhìn cái hình dáng của chữ cái và suy đoán được âm thanh của chữ cái đó ạ. Thì đấy là người ta viết như vậy. Chà, ở đây như các bạn nhìn thấy là một số những cái hình ảnh người ta vẽ những cái chữ cái đó. Những cái chữ cái như chữ chữ m này, chữ n này, chữ s, chữ c và chữ ng này đó, thì nó được tạo nên dựa trên ở những cái vị trí nào trên cái cơ quan phát âm của con người đấy. Đấy, thì ở đây người ta có miêu tả cụ thể này, mô giang là cái hình dáng của nó, và chúng ta hãy cùng đọc và dịch xem nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng xem hai cái chữ m với chữ n này trước nhé.
Thì ở đây nhá, chúng ta thấy là gì ạ? Cái chữ M, đúng chữ M là người ta viết là gì ạ? 입은 다물었다 벌리는 모양. Tức là cái miệng đó, cái hình mối răng là cái hình dạng của cái miệng mà sao ạ? Nó đang khép, nó đang ngậm miệng, miệng nó đang ngậm vào xong nó bất ngờ nó mở ra đấy ạ. Thì nó giống như cái hình như này. Thì cái chữ M nó được tạo lên dựa theo cái hình dạng này nhé các bạn. Tiếp theo cái chữ niên này, cái chữ N. Chữ N nhá. 혀, 口, 윗니 몸에 닿는 모양. Cái này cả cái câu này các bạn dịch cho mình, coi hiểu cho mình là gì. Cái hình dạng mà cái đầu lưỡi gì ạ? Cái đầu lưỡi ạ, hơ cứt là đầu lưỡi, nó chạm vào cái phần trên của lợi đó, cái phần trên của lợi nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ xuống phía dưới này. Thì đây các bạn nhìn thấy là chữ chữ sò này nhá. Đấy. Thì nó có cái hình dạng như sau. I e moya. Tức là cái này nó kiểu như là nó có cái hình dạng của cái răng đấy. Còn cái chữ cò ấy nhá, cái chữ cò này này. Đấy. 혀뿌리가 thì mọc cumongun mang ngân mồ yang. Mặc tà đây là gì ạ? Nghẽn. Tức là cái hình dạng mà cái cuống lưỡi ạ, 혀뿌리 đấy. Nó là cái cuống lưỡi các bạn nhá, cái cuống lưỡi mà nó làm nghẽn cái cổ họng đó. Tiếp theo ở đây ạ. Tiếp theo cái chữ ngờ ấy đó các bạn ơi, nó có cái gì ạ? Mộc cu mơ nghe mô yang, tức là cái hình dạng của cái cổ họng đấy, ở bên trong đấy ạ. Thì đây đó, ở phía trên này là người ta gì nhỉ? Đây là những cái vị trí này, những cái vị trí của những cái chữ, cái phụ âm ấy, nó được tạo nên dựa trên những cái hình dáng. Đây là gì ạ? Chữ M nó ở vị trí này, chữ N. Đấy, còn đây chữ S. Chữ cờ và chữ ngờ thì nó ở tận trong đúng không ạ? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này các bạn. Chúng ta sẽ chuyển sang trang tiếp theo. Chữ này là mô âm đúng các bạn, mô âm tức là nguyên âm ạ. Đấy, thì người ta giải thích này. Giải thích cái nguyên âm nó được tạo nên dựa trên những cái gì. Giờ chúng ta sẽ cùng đọc và dịch cái đoạn này nhá. Chờ mình sẽ chuyển các bạn sang một cái giao diện khác do Hàn ngữ Sona biên soạn để cho các bạn có thể dễ hiểu hơn này. Chúng ta sẽ cùng đọc và dịch nhé. Thì đây chả mồm nguyên âm đông cơn hàn ưu phiêng phiêng hàn tăng sơ 있는 사람의 모양은 나타나는 전 지, 인, 인을 결합하여 만들었습니다. 예를 들어 아는 인, 야, 과, 절, 전을 결합하여 만든 것입니다. Cả cái đoạn này các bạn có thể hiểu là gì ạ? Nguyên âm nó được tạo ra dựa trên sự kết hợp giữa trời, đất, con người. Diễn tả cái bầu trời hình tròn, mặt đất bằng phẳng, hình dáng con người mà đang đứng đấy ạ. Ví dụ như nguyên âm A thì được tạo ra bởi sự kết hợp giữa gì ạ? Người và trời ạ. Chà, như các bạn nhìn thấy ở đây nhá. Đấy, mình vừa dịch xong cái đoạn này rồi đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thấy này, cái tròn này là trời đúng không ạ? Chi này là gì ạ? Đất. Còn đây in là người. Đấy. Thì tất cả những cái nguyên âm đó, ban đầu đó, ngày trước đó, thì nó sẽ có cái hình dạng kiểu dạng như này. Đấy, một cái gạch như này, xong rồi một cái dấu chấm. Nhưng xong về sau á, về sau nó mới, người ta mới thay đổi nó đi ạ. Thì người ta mới cho nó kiểu như này. Đấy, thì mới thành cái này là chữ A đúng không ạ? Cái này là chữ gì? Ya đúng không ạ? Đây là chữ O đúng không ạ? Còn cái này là Yo đúng không ạ? Đấy, trước kia thì nó có cái hình dạng chấm chấm kiểu như này thôi. Nhưng mà sau này ấy, thì người ta thay đổi nó và người ta sẽ nó cho nó hai cái này nó nối với nhau thành như này. Mới có hình dạng của cái chữ ngày nay đấy. Đấy là cái quá trình phát triển của nó nhá. Các bạn đã hiểu rồi chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái phần âm trời.
Trời là âm tiết ạ. Đấy. Và đây thì nó cũng có một cái đoạn trình bày về âm tiết, hai đoạn như này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và dịch nhá. Rồi. Han geureun jaeum mina moeum hanamanneuro neun suichi angkho eumjeore hyeongdaero seumnida. Eumjeoriran hangeul jamo jeotsoriwa gaeundae soli geunja to-neun jeotsori gaeundae soli geutsori geunjaro ireojin hangeulae danri-reul malhamnida. Eumjeoreul guseonghaneun bangsikeun nae gajiga isseumnida. Thì cả cái đoạn này các bạn có thể hiểu như sau: Hangeul không được viết theo kiểu là nguyên âm hay là phụ âm đứng mình, mà nó được viết bằng cái hình thái eumjeore, tức là âm tiết. Âm tiết tức là gì các bạn? Đấy là sự kết hợp giữa nguyên âm và phụ âm ạ. Nguyên âm và phụ âm kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra âm tiết nhá. Cái đoạn này nếu mà đọc thì nhiều khi chúng ta hơi khó hiểu một chút, nhưng mà mình giải thích thêm cho các bạn. Âm tiết nó là cái sự kết hợp giữa nguyên âm và phụ âm. Phụ âm và nguyên âm đi với nhau thì sẽ tạo thành âm tiết. Đấy. Và cái cấu tạo của âm tiết trong tiếng Hàn đấy, nó có 4 loại ạ. Nê khả chi ga isseumnida. Vậy là 4 loại nào? Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Chà, 4 cái loại đấy, 4 cái loại âm tiết trong tiếng Hàn là đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phóng to lên một chút nhỉ. Phóng to để chúng ta có thể nhìn rõ hơn này. Thì mình nói về loại đầu tiên nhé. Loại đầu tiên là chữ V này, tức là môm chỉ có nguyên âm không thôi ạ. Nhưng mà trong tiếng Hàn đấy, khi mà một âm tiết nó mà được tạo lên từ mỗi nguyên âm không thôi, thì người ta sẽ theo quy định là người ta sẽ cho cái chữ phụ âm là cái chữ y ưng đấy ạ, cái chữ ngò đấy ạ, nó đi đằng trước. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có cái âm tiết này đọc là gì ạ? A đúng không ạ? Còn âm tiết này là gì? Là wa. Còn đây là gì? Wê. Cái loại số 2 đấy là chữ CV. CV tức là phụ âm và sau đó nguyên âm. Đấy thì cái loại này là cái loại không có bạc chim. Ví dụ như là kha và po hoặc là tuy đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây này, cái chữ kiok này này, đây là phụ âm, đây là kiok, chúng ta sẽ học sau. Còn đây là nguyên âm a. Đấy. Phụ âm kiok cộng với nguyên âm a thì tạo thành kha. Loại số 3 là loại gì ạ? CVC, tức là phụ âm, nguyên âm và phụ âm. Thì ví dụ như từ lạc này này, lạc. Thì cái phụ âm số 2 này đó các bạn ơi, nó được gọi là phạt chim đó các bạn. Phạt chim thì chính là phụ âm, nhưng mà khi mà nó đứng ở dưới thì nó được gọi là phạt chim, là đế đỡ đấy ạ. Thì chúng ta sẽ có một cái video về phạt chim riêng đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái video về phạt chim riêng này. Bây giờ chúng ta tạm hiểu như vậy đã nhá. Thì cái loại số 3 này là CVC là gì? Phụ xong đến phụ âm, nguyên âm xong đến phụ âm, ví dụ như nạc hoặc là pul hoặc là gì? Quang. Quang. Đấy. Tiếp theo loại số 4 là V và C, tức là nguyên âm. Sau đó đến đến phụ âm thì nguyên, nếu mà là nguyên âm đến phụ âm thì nó lại có bạc chim. Cái phụ âm này nó đóng vai trò là bạc chim này các bạn này. Đấy. Ví dụ như từ ol hoặc là gì úm hoặc là ưng. Đấy. Thì chúng ta thấy là gì? Thực tế đã bảo là VC nhưng mà thực tế là gì? C đúng không ạ bạn? CVC giống như bên này. Bởi vì sao? Bởi vì phía trước của nó là gì? Y ưng đấy ạ. Đấy. Nhưng mà theo quy định đấy thì khi mà y ưng là một trường hợp phụ âm đặc biệt các bạn nhé. Đấy. Cho nên là đây thì người ta cũng chỉ để cái dạng là VC này thôi. Bởi vì nó chỉ có nguyên âm o cộng với phụ âm dir. Đấy. Chúng ta để ý bốn cái dạng này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống phía dưới đi. Xuống phía dưới thì ở đây có một cái đoạn này nữa. Chúng ta phải dịch nó đúng không? Các 글자는 아래의 그림과 같이 하나의 네모 안에 잘 들어가도록 써야 하고, 근자는 왼쪽에서 오른쪽, 그리고
위에서 아래의 방향으로 써야 합니다. Mỗi cái chữ cái viết sao cho nó lọt vào cái hình vuông, giống như trong cái bức tranh ở phía dưới, và phải viết từ trái qua phải và từ trên xuống dưới ạ. Thì chúng ta phải viết kiểu như thế này. Đấy. Giống như này các bạn nhá. Thì đấy là cái quy định. Nhưng thực tế thì khi mà chúng ta viết thì viết ngoáy tèo ra lên đúng không các bạn? Thì người ta quy định là người ta phải viết như thế, thông thường chỉ có trên máy tính là nó làm được chuẩn như này thôi đúng không các bạn? Còn bình thường mà khi mà chúng ta viết thì nó hay bị đi kiểu như phượng múa rồng bay ấy. Đúng ạ. Chà, như vậy là bây giờ chúng ta đã kết thúc cái phần nó gọi là cái gì các bạn? Hangule kicho, hangule kicho. Thì chúng ta sẽ lật sang một cái trang mới này thì chúng ta sẽ vào tìm hiểu sâu về nguyên âm và phụ âm ạ. Đấy, chúng ta học chi tiết về nguyên âm phụ âm mồm qua cha ấm gì ý. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ được học về cách đọc, cách viết, rồi tên của nó như thế nào, và làm những cái bài tập luyện tập như người ta cho ở trong đây nhá. Và chúng ta cùng bắt đầu nào.